Kính chào các ông bà, các cô chú, các anh chị cùng các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của kênh Cuộc Sống Tây Bắc. Hiện tại Ngân đang có mặt tại xóm Đồn, xã Văn Nghĩa, huyện Lạc Sơn của tỉnh Hòa Bình. Sau một thời gian thì cũng được các bác ở bên chính quyền địa phương bố trí cái đất ở một cái nơi thuận tiện để chuẩn bị khởi công cái căn nhà cho anh An và cháu Giang. Và hiện tại thì Ngân với chỗ anh Bình là bên phó chủ tịch xã Văn Nghĩa cùng anh Quyết là bên trưởng xóm Đồn thì đang có mặt trên cái chính cái mảnh đất mà bên xã đã bố trí để làm nhà. Từ trong này ra là đến đâu anh Bình nhỉ? Từ đây vào 8m. 8m à? 8-5-40m. Cái này thì làm nhà ống. Vâng, nhà ống. Làm nhà ống. Vâng. Tức là mặt mét mặt đường. Vâng, mặt đường là ngoài này. Em đường kia là cách vào đây là 5m. Vâng, để cho em một tí ạ. Em có cái thước này. Đúng là tới cái đoạn nào anh? Để đấy, tức là nó phải từ đây vào. Từ đây đấy. Vâng. Đi vào. À, từ đây vào gì? Còn từ đây ra là nửa làm sân, mai cây hiên đất. Vâng, thế là cũng rộng rãi đấy chứ. Tức là từ đây vào là 8m. 8m. Vâng, nếu như vậy. Nếu như vậy thì cái đằng khu sau này là mình nhà như này thì theo các anh là nên thiết kế như nào? Em thấy đằng sau này nó hơi trũng này. Cái này là mình phải thiết kế cái nhà ống thôi. Nhà ống. Vâng. Cái khu dưới kia thì khu mình chia ra một cái ngăn để làm bếp, làm vệ sinh luôn. Vâng. Xây nổi lên. Vâng. Đó là từ chỗ anh thử cầm cho em cái thước. Vâng. 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 Sau cái quần của ngoài là đấy là 5m rồi. Vâng, 5m này anh thả giúp em được. Ngay đúng chỗ này anh ạ. Rồi. Anh cài cái này. Thêm 3 mét nữa. Thêm 3 mét là đúng chỗ này. Nó vào đến đây. Đến đây. Cần thiết mình lùi luôn vào cái cạnh góc nhà kia đi. Vâng. Đấy, lùi vào đến đây đi. Đấy, vâng. Từ đây ra mình cứ 8 mét còn bao nhiêu là để bên ngoài. Vâng. Vâng. Vừa làm sân vừa cái sau này để mở rộng đường. Vâng. Dạ. Đấy. Thế mình cứ lùi vào bên ngoài để rộng hơn. Lùi hẳn vào đây đi, hẳn vào cái tường đúng nhà. Đúng mét này nhỉ. Đấy, đúng mét đấy nhá. Vâng. Đấy, chú đo đến mét đấy là bao nhiêu. Đấy là 5 mét rồi gì? Vâng, 5 mét đấy. Đấy. Đây. Đấy. Đấy, 5-3 mét trên này nữa. Đấy, tức là mình làm nhà từ đây vào đến đây đi. Coi như là làm nhà hết cái vùng trũng này này. Đấy, đấy. Còn đấy. Phía sân nhà thì lại lại nền nó có sẵn rồi. Nền có sẵn rồi. Vâng. Thế sau này lợp tôn ra làm hiên. Vâng. Để mái hiên dài bên ngoài kia. Ừ. Vâng. Bắt đầu từ bên này là mình cứ đo qua bên kia 5 mét phải không anh? Đấy. Từ mép vâng. Nhà bà này sang là 5 mét. Vâng. Còn sâu là 8 mét. Vâng. Thì riêng nhà 5-8-40 mét vuông. Vâng. Còn lại ngoài này để làm sân. Vâng. Ôi, như vậy là đất thì có rồi ông bà, nhưng mà về cơ bản là chỗ này nó cũng phải thiết kế, anh em mình phải nghiên cứu đấy anh ạ. Nó hơi trũng, hơi làm móng rồi phải hơi cao. Vâng. Móng này phải hơn mét. Móng này hơn mét. Cái này chỉ có xây móng lên đổ đất. Xây móng bằng đá xong đổ đất. Vâng. Hôm trên này mình đổ rằng. Vâng. Ao ở chỗ này có đấy không? Có ưng có thích không anh? Vâng, cảm ơn các bác đã được chỗ này, nó là rất là tuyệt vời đấy. Yeah. Đấy, đã, nó bằng phẳng này. Giống như ở trên kia là đang ở trên núi, bây giờ xuống thành phố luôn đây nhỉ, khu này anh nhé. Đấy là anh cũng, hai bố con cũng được bên các bác là hết sức là tạo điều kiện đấy. Bởi vì là không có cái hộ nào mà được bố trí đất mà làm nhà như thế này đâu. Đấy, cho nên là cũng phải cố gắng này anh ạ. Cháu đi học anh hôm nay? Cháu đi học. À vâng. Kính thưa các ông bà, cô chú, anh chị cùng các bạn, sau một thời gian thì được các bác ở bên chính quyền địa phương xã Văn Nghĩa bố trí đất thì Ngân cũng chia sẻ cụ thể lại với ông bà, cô chú, anh chị và các bạn là thế này. Cái đất nhà cháu Giang và anh An thì được bên chính quyền bố trí cho đúng ở cái khu vực này và tính ra từ ngoài cái đường kia thì còn để một khoảng cũng phải rất là dài cô chú ạ, còn tầm khoảng độ 5-6 mét để làm cái sân, với lại cái kế hoạch là sau này cái này nó sẽ mở thành một cái con đường rộng lớn hơn, thành thử ra là phải làm lùi sâu vào trong này. Và cái diện tích thì là riêng về cái phần mà làm nhà là sẽ là 40 mét vuông, từ cái chiều ngang là sẽ là 5 mét, còn cái chiều dọc vào là tầm 8 mét thì thành 5-8-40 thì đi sâu vào trong này. À, về cơ bản là hồi nãy Ngân với anh Bình thì cũng đã đo thì hiện tại là làm nhà thì cũng sát ở chỗ này, làm sâu vào bên trong này. Đây, cho nên là lại phải nghiên cứu lại ông bà, mặc dù là đất bằng phẳng tuy nhiên là
dưới này thì lại nó trũng, cho nên là cái phần mà làm móng thì anh em Ngân cũng đang tính lại là phải dưới này thì là phải xây bằng đá, bởi vì so với trên cái mặt đường với ở bên dưới này thì phải cao lên chắc là phải gần 2 mét rồi. Đó, chính vì thế thì cái nhà của các của cháu Giang và anh An thì cái phần về phần móng có lẽ là cũng hơi vất vả, tốn công, tốn về vật liệu, bởi vì với cái chiều cao mà tầm lên khoảng như này gần 2 mét như này thì mình làm bằng gạch, những cái gạch mà Ngân hay làm là gạch bao banh thì sợ nó không có chịu nổi, cho nên là một là phải làm bằng cái gạch như là cái gạch đỏ như cái nhà bên hàng xóm đang làm được bằng những cái gạch đấy, hoặc là để tiết kiệm chi phí nhất thì phải làm bằng đá của chú ạ, thì phải tốn tổng cỡ khoảng 30-40 khối đá cộng với là cái công xây thợ nữa, thì chắc chắn là cái phần móng của nhà cháu thì sẽ tốn kém hơn. Sau khi mà xây lên khoảng độ 1 mét hơn 1 mét như thế này thì anh em sẽ đổ đất vào để bằng cái mặt bằng ở bên trên đường kia, thì sau đấy thì mình bắt đầu mới lên tường được. Chính vì thế thì Ngân cũng đang tính toán về cái phần nhà của cháu Giang Mạnh An có lẽ là cũng khá là tốn kém về cái phần móng này. Ngân ngày hôm nay cũng thông qua với ông bà cô chú các anh chị cùng các bạn, hiện tại cái số tiền làm nhà cho cháu Giang và anh An thì Ngân đã nhận được cái số tiền là gồm có 1.000 đô của chị Nina và 200 đô của chị Trinh ở bên Hoa Kỳ, có nghĩa là tổng là 1.200 đô cộng với số tiền là 5 triệu đồng của một nhà hảo tâm giấu tên ở Hoa Kỳ, thì hiện tại cái số tiền là khoảng độ 33 triệu của chú ạ, khi mà quy đổi ra tiền Việt Nam. Thì với cái số tiền như thế này thì chắc chắn là cái ngôi nhà của cháu Giang Mạnh An thì cũng còn thiếu khá là nhiều, nên cũng hy vọng rằng là khi mà khởi công thì sẽ được các ông bà, các cô chú, các anh chị cùng các bạn, những nhà hảo tâm xa gần sẽ thương tình để giúp đỡ thêm về cái nguồn kinh phí để Ngân khi mà làm nhà cho hai bố con anh An và cháu Giang thì sẽ không bị chậm trễ. Anh cảm thấy thế nào khi mà ngày hôm nay được các bác là bố trí đất, để có thấy mừng không anh? Vâng, bố con em rất là vui mừng. Vâng, cảm ơn các vâng. Nhà hảo tâm giúp đỡ bố con em ạ. Vâng. Bố con em cảm ơn được đất nó lại bằng phẳng này, đi lại nữa đỡ vất vả. Đúng rồi. Vâng. Cái đất ở trên nhà anh thì cái trên kia nó rất là đồi, nhưng mà đất trên vâng. kia cũng là mượn thôi đúng không? Vâng. Đấy, bây giờ thì xuống thế này thì được các bác là hỗ trợ về cái đất ở đây rất là bằng phẳng. Em thấy là phía sau thì cũng có ruộng, có nước, thì kiểu sau này mình có chăn nuôi con gà, con vịt gì đấy thì nó cũng thuận tiện hơn. Đấy, thì chuyển về dưới này thì cái việc mà đi lại của anh thì chắc chắn cũng đỡ vất vả hơn rất là nhiều. Em hy vọng là trong thời gian tới này thì sẽ có thêm cái nguồn quỹ để hỗ trợ sớm cho đây anh. Không có cái nạn này, nó đi nó có cái cao su ở đâu nó đi nó trượt. À, cái này là bị mất cao su à? Cao su nó đi nó trượt mất à. Đi ấn xuống này nó mệt thực thời gian mà. Vâng. Cái này anh đi dễ hơn này hay là cái chân giả dễ hơn này? Chân giả dễ hơn. Chân giả là dễ hơn. Vâng. Vâng. Nhưng mà có lắp ra lắp vào nó có khó không nhỉ, khi mà lắp cái chân ấy? Lắp vào nó cũng lâu. À vâng. Cũng lâu. Mất thời gian. Rồi. Em phải tâm sự với anh là mặc dù là đất là có, mặc dù nó cũng bằng phẳng tương đối, tuy nhiên là nó lại cái đất mà cái chỗ mà mình làm nhà thì nó rất là trũng, nó gần như là trọn vẹn cái ngôi nhà thì nó phải ở bên dưới, nó không ở trên cái bằng cái mặt đất này ở trên này, bởi vì là theo cái quy hoạch là sau này là còn mở đường rộng ra, thành thử là lại mình phải làm nhà phải lại lùi vào bên trong. Thế cho nên là chắc chắn là cái chi phí mà làm nhà thì chắc là cái móng nó rất là tốn tiền rồi, tốn kém rồi. Em dự tính em chỉ làm nhỏ nhỏ chút xíu thôi. Đó, bởi vì hai bố con này đều là đàn ông con trai cho nên là cũng không có gì bất tiện nhiều. Nhưng mà bây giờ là về cái phần mà em thấy là phần móng như thế là cũng khá là vất vả rồi đấy. Vâng. Nhưng mà thôi cứ từ từ để em nghiên cứu nhá. Vâng. Cũng muốn định khởi công ngay nhưng mà bây giờ như thế này thì em lại phải trông chờ vào cái sự giúp đỡ của ông bà cô chú thêm để xem là như thế nào. Bởi vì là bây giờ cái phần làm móng này chắc chắn là khá là tốn công đấy. Tốn vật liệu, tốn công của thợ nữa. Vâng. Đó. Thôi nhưng mà cứ yên tâm đã nhá. Vâng. Có gì thì bố em sẽ cố gắng. Con chả biết nói gì hơn. Cảm ơn những nhà hảo tâm với các chính quyền địa phương giúp đỡ bố con em. Rồi. Vâng. Vâng. Thôi thì cố gắng anh ạ. Cái gì thì cũng dần dần cũng sẽ sắp xếp đâu vào đấy thôi. Hôm qua thôi.
Thôi, thế bây giờ là có khi là cháu đi học về chưa nhỉ? 4:30. 4:30 à? À, vâng. Thế thì tí nữa anh em mình sẽ qua bên kia thôi. Cháu đó em có mua cho cháu thùng sữa. Cho tí anh em mình sang bên cái lán tạm. Nhưng còn chỗ nhà này thì biết chắc chắn là có đất như thế rồi. Thì em sẽ bố trí hợp lý cái về cái kinh phí để cố gắng làm sao để trong trước cái mùa mưa bão thì mình có một cái căn nhà nhỏ nhỏ để chui ra chui vào cho nó yên tâm anh nhá. Vâng. À, tình hình là thế anh nhá. Chỗ này là... Ừ, rồi rồi, bé Giang đây rồi. Đi học về rồi hả? Dạ. Thế biết làm sao biết chú Ngân với bố ở đây? Có bạn bảo ạ. À, có bạn nói là có chú Ngân vào thế à? Dạ. Ủa trời, xong mồ hôi mồ kê rất đầm đìa thế này. Đi bộ à, con đi bộ à? Đi bộ. Đi bộ à? Ủa, thì trời nóng thế này đi bộ cũng mệt đấy nha. Dạ. À, biết tại sao mà chú Ngân với bố có mặt ở đây không? Mà không lại ở nhà không? Dạ. Không biết à? Cháu có bao giờ nghĩ là... vài tháng nữa thì trên cái chỗ này sẽ là ngôi nhà của mình và mỗi lần cháu đi học về là sẽ không vào trên lán kia nữa mà sẽ là ở về đây không? Có nghĩ như thế không? À, tại sao nghĩ như thế nhỉ? Ừ. À, tại sao? Các bác ở đây. Các bác về đây à? À. Chú Ngân chia sẻ một chút ngắn gọn thôi, xong rồi mình về trên lán đi, bởi vì là cũng tí nữa là tối nhá. Ở đây thì ngày hôm nay bác với ở bên chính quyền địa phương ấy, anh ơi anh An này vào đây, vào đây. Đó. Vào đây cùng hai bố con cùng vào đây để cho cháu nó mừng với. Đó, chưa có hình hài, chưa có một viên gạch nào cả. Chưa có một hạt cát nào cả, nhưng mà cũng chia sẻ với cháu để cháu cũng vui hơn và có tinh thần hơn. Đó là ngày hôm nay các bác ở bên xã địa phương của cháu cộng với bác chú Ngân về đây là để xem cái miếng đất này, bởi vì là cái đất này là đất là hiện tại là bên các bác ở bên xã là cho nhà con cái đất ở đây để làm nhà. Dạ. Để sau này khi mà cháu đi học về là sẽ về đây chứ không phải về trên cái lán nữa. Dạ. Bởi vì con thấy đấy, chân của bố là cụt đi như thế rồi, lên đồi nó không có tiện, cho nên là các bác là cũng thương là bố trí cái mảnh đất này cho nhà cháu ở đây. Dạ. Đó là không phải không có tiền mà mua đâu, chú Ngân cũng chẳng có tiền mà mua, tiền làm nhà còn chưa đủ, cho nên là nhờ các bác là cấp cho cái miếng đất ở đây thì sẽ làm nhà ở đây nhá. Dạ. Chúng chúng và cho chúng chúng ở dưới kia kìa. Chú Ngân hy vọng rằng là trong thời gian tới này sẽ giúp hai bố con cháu là sẽ có một cái ngôi nhà nhỏ nhỏ ở trên này. Cháu có thích ở chỗ này không? Có. Vì sao nhỉ? Ở gần khu các bạn chơi. Ở gần khu các bạn chơi. Dạ. Thế có nghĩ cho bố không? Ở chỗ này sẽ làm sao với bố nhỉ? Cho bố đi lại dễ dàng hơn. Ừ, đúng rồi. Đó thì thôi, trước mắt là như thế. Chú Ngân cũng, cháu là trẻ con nên cũng là chưa hiểu cái gì lắm, thì chú Ngân chỉ chia sẻ như thế thôi. À. Chú Ngân hy vọng là thời gian tới này là ngay chỗ này là sẽ là ngôi nhà của cháu nhé. Thôi nóng quá rồi. Thôi hay anh em mình về trên nhà đi nhỉ. Chú cháu mình về trên nhà nhé. À. Thôi đi. Thì thôi, ông bà ơi, hiện tại thì Ngân cũng sẽ chia sẻ với, ngày hôm nay là chia sẻ về cái vấn đề là cấp đất cho nhà của anh An và cháu Giang. Như vậy là cũng trọn vẹn rồi, có đất rồi ông bà. Cũng rất là mừng là không phải tốn cái kinh phí gì cả, bởi vì là được các bác bên xã, chính quyền địa phương cũng rất là quan tâm, ủng hộ, hỗ trợ cho hai bố con thì đã có đất để xây nhà rồi. Bây giờ thì Ngân cũng sẽ về bên lán để trao một ít cái quà sữa cho cháu Giang đã. Mời toàn thể các ông bà, cô chú, anh chị cùng các bạn là sẽ đi qua bên lán của hai bố con ạ. Đi, chú cháu anh em mình sang bên kia anh nhỉ. Dắt bố đi con. Được thôi, cái này nó bằng phẳng này. Đó, đi lại nó cũng tiện này. Trơn, anh có đi đường trơn nó cũng không bị sao này. Nó cũng rất là tiện nha. Chào các bác nhá, các bà nhá. Vâng. Rồi. Hai bố con cố gắng anh nhé. Rồi, biết làm nào được bây giờ. Thôi như thế là cũng có nhiều hy vọng rồi. Cái quan trọng là cái đất, là mình lo là không có đất đúng không? Nhờ đến bây giờ là có rồi anh nhỉ. Đấy thì cứ bình tĩnh, không phải lo. Đâu sẽ có đó thôi anh ạ. Cố gắng nhá. Giang cố gắng nhá. Anh ơi, mấy cái hôm rồi mưa to đấy, cái mái nhà nhà mình được không? À, rột đấy anh. Rột lắm không? Rột. Thế à, cả giường. À, ướt cả giường luôn à? Chăn chiếu ướt hết. Thế hai bố con ngủ đâu anh mấy hôm rồi? Thì vẫn phải ngủ thôi chứ. Ở đâu anh? À. Bởi vì là leo mấy hôm thì không leo được. À. Thế mấy hôm rồi? Con à.
À, anh đi như thế là đau chân à? Hay là mỏi tay à? Đau này. À, đau. Thôi cố gắng còn chục mét nữa là về đến nhà rồi. Đấy, vừa có mưa mấy hôm như thế mà dột ướt hết cả nhà rồi à? Vâng, ẩm ướt hết cả nhà. Vừa hai hôm nay nó vừa nắng lại nha. Để hy vọng là sớm được thoát cái cảnh này, không thì mấy đợt này là bắt đầu đến cái mùa mưa to hơn, gió bão nên là không có chỗ mà ngủ ấy. May nó không gió, nó chỉ mưa thôi. Vừa lô xin thủng nhiều lắm rồi. Vâng. Thôi về đến nhà rồi. Về đến lán chứ nhỉ. Rồi cố gắng nhá. Chúng Ngân mong là làm được nhà sớm cho hai bố con. À, ở đây nào, ở đây chờ chúng Ngân một tí để chúng Ngân lấy cái này. Chờ em một tí nhá, để em qua xem lấy cái đồ này đây. À, Giang ơi, qua đây với chúng Ngân nào. Rồi, con xách cái này. Cái cẩn thận nó vỡ nhá. Trứng với lạc nhá. Rồi, còn chú Ngân bê cái này cho, đi vào nhà đi. À, ngày hôm nay Ngân cũng lại về để mua cho cháu Giang một ít cái đồ ăn của chú ạ. Ngân tính định lấy một tí cái thịt nữa, nhưng mà trong này là không có bán, cho nên là thôi tạm thời là mua cho cháu thùng sữa, thùng mì với 20 quả trứng với 1 cân lạc thôi. À, đi vào, nhìn lều đi. Cái này chắc là như buổi trưa nay mà nắng như này chắc là nóng lắm đúng không anh? Nóng. Vâng. Mưa thì lại dột, mà nắng thì lại nóng nha. Ôi, đi vào nhà này. Thấp quá. Đấy, nó thấp quá. Rồi, vào đây nào. Làm cao rồi sợ mưa thì cũng biết là... Đúng rồi. Cái này lán mình làm cao không được. Ôi tê không? Từ hôm giờ đã làm được 8 cái... ba cái này nữa là xong rồi. À, tức là có 5 cái rồi gì? À, 5 cái rồi, còn 3 cái nữa. Chắc là mấy hôm rồi nó mưa quá, không có chỗ để làm đúng không anh? Mưa không có cái hiên, không cái gì. Nó nặng, nó ướt quá. Ướt thì làm nó cũng không được bóng nhỉ? Vâng. 8 cái, còn 3 cái nữa, rồi là làm được 5 cái rồi. Ui dồi, sao nóng đấy con? Mồ hôi à? Dạ. Đây, đây, à, đúng rồi. À, uống một hộp sữa đi. Sữa hôm trước chắc là hết rồi nhỉ? Vâng. À, thôi, may chúng con này lên thì có thêm sữa. Rồi, uống hộp sữa đi để lấy lại sức lực đó. Đi học, đi bộ. Nhìn chắc là cháu cũng ăn uống không có được. Không thấy thời gian vừa rồi cũng không thấy tiến triển gì lắm. Vẫn thấy gầy như thế thôi. Đây con. Xin. Ừ rồi, uống đi. Anh có uống không? Anh có uống với cháu một hộp không? Không. À, thôi để cháu nha. Đấy, uống dần. Chắc là khát quá. Nóng mà. Nóng quá. Ngân đi ở ngoài cái đường mà ruộng thì cảm giác buổi chiều này còn có những cái làn gió còn đỡ ông bà của chú ạ. Sau khi mà chui vào trong cái nhà của hai bố con anh An và cháu Giang thì thực sự là rất là nóng. Bắt đầu chảy mồ hôi rồi đây. Thôi cố gắng. Em cũng chỉ mong là có điều kiện để làm hoàn thành sớm cái ngôi nhà để anh với cháu là cũng đỡ khổ, đỡ vất vả hơn. Còn bây giờ sống ở trong cái túp lều như thế này thực sự là mùa mưa thì lại dột, ngày nắng thì lại nóng như thế này thì nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến cái tinh thần của mình rất là nhiều đấy anh ạ. Rồi nhưng biết làm nào được, bây giờ thì phải cố gắng từng bước đấy. Ngày hôm nay thì cũng rất là mừng rồi khi mà có các bác là thông báo là cấp được cái đất như thế là cũng yên tâm rồi. Đó là trước mắt là có cái đất là mình ổn rồi. Còn sau đấy thì sẽ cố gắng là khắc phục thêm để có thể là xây dựng được. Hy vọng là sẽ được các ông bà, các cô chú giúp đỡ thêm để mà em có sớm có cái điều kiện để khởi công ngôi nhà. Để cố gắng là làm sao thì trong mùa mưa sắp tới là có ngôi nhà để về ở là yên tâm rồi nhỉ. Anh An ơi, bây giờ thế này nhá. Đó, em ngày hôm nay em về như thế là cũng chia sẻ với anh là về cái nguồn kinh phí có là như vậy và về đất thì cũng đã có rồi.
thì em sẽ về cũng cố gắng là trông cậy tất cả vào cái tấm lòng yêu thương của các ông bà, các cô chú, những nhà hảo tâm ở ngoài xã hội, thì có cái điều kiện sớm thì em sẽ cất cho anh mấy cháu cái ngôi nhà nhỏ nhỏ sớm để có cái chỗ chui ra chui vào anh nhé. Đấy thì em cũng báo cái tin này là cũng rất là mừng rồi, có đất là mừng lắm rồi. Thì bây giờ cũng muộn rồi thì em cũng phải chào tạm biệt hai bố con thôi. Đó, An nhé, Giang nhé, Giang cố gắng ngoan nghe lời bố nhá. Đó thì ngày hôm nay chú Ngân cũng mua thêm được cho thùng sữa, thùng mì với ít lạc in trứng, thì hai bố con cũng cố gắng là thôi có cái nào thì mình dùng cái đấy, thì cũng tận tiện tiết kiệm anh ạ. Bây giờ là tất cả mọi cái chi phí là mình cũng dành hết để mình làm nhà đã. Có cái chỗ nhà ở đi ra thì mình, lúc đấy thì ăn uống hay là phát triển kinh tế thì mình tính sau anh nhá. Đấy thì cố gắng. Chả biết nói gì hơn, con cảm ơn hai anh ấy, những nhà hảo tâm ấy, các ban ngành chính quyền địa phương, bố con xin cảm ơn ạ. Rồi cố gắng anh ạ. Thì bây giờ thì trông chờ tất cả vào cái tấm lòng của ông bà thôi. Vâng ạ, kính thưa toàn thể các ông bà, các cô chú, các anh chị cùng với các bạn. Như vậy cũng thêm được một cái bước tiến nữa trên cái hy vọng, trên cái công trình xây dựng nhà tình thương cho anh An và cháu Giang. Đó là ngày hôm nay đã có cái nguồn đất do bên chính quyền địa phương cấp được một cái phần như này, cũng là bớt đi một cái gánh nặng rất là nhiều rồi. Ngân chỉ ao ước và hy vọng rằng trong thời gian tới này sẽ được sự yêu thương, giúp đỡ, san sẻ của các ông bà, các cô chú nhiều hơn, để Ngân có thêm cái nguồn quỹ có thể là chưa đủ nhưng mà cũng đảm bảo một cái phần nào đấy để Ngân tự tin để cất một cái ngôi nhà nhỏ nhỏ trên cái chính cái nguồn đất mà hôm nãy mà Ngân cũng vừa đi để chia sẻ với toàn thể ông bà, cô chú, các anh chị và các bạn đấy ạ. Một lần nữa Ngân cũng rất là biết ơn những tình cảm, sự giúp đỡ của toàn thể các cô chú, các anh chị đã luôn đồng hành cùng với Ngân để giúp những cái hoàn cảnh khó khăn trên kênh Cuộc Sống Tây Bắc và sớm có những cái hy vọng, có một cái tương lai tốt đẹp hơn. Hy vọng rằng trong thời gian tới này sẽ càng ngày càng đón nhận được những cái tình yêu thương, sự tin tưởng và giúp đỡ của quý ông bà, các cô chú, các anh chị cùng các bạn. Video ngày hôm nay thì Ngân cũng sẽ khép lại tại đây. Kính chúc toàn thể ông bà, các cô chú, các anh chị cùng các bạn luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống. Và Ngân cũng xin hẹn gặp lại toàn thể ông bà ở những video tiếp theo. Lời cuối cùng trong video thì Ngân cũng muốn là cháu Giang sẽ gửi lời cảm ơn đến ông bà đi con. Các ông bà cấp cho bố con miếng đất để xây nhà. Cảm ơn các ông bà đã cấp kinh phí để xây nhà. Rồi, thế này cố gắng ngoan lên nhá. Đó, đừng mà buồn đấy nhá, nói chuyện mà cứ mặt cứ buồn thiu như thế, đúng không? Phải vui lên nhá, để ông bà nhìn thấy mình sự lạc quan. Đó, còn ba cái em chó này anh cố gắng hoàn thành nhanh nhá, cố gắng lên anh nhá. Thôi, không phải xúc động nữa nhá, rồi đâu sẽ có đó thôi nhá. Bây giờ thì anh em chú cháu mình chào các ông bà đây nào. Xin kính chào các ông bà, các cô chú, các anh chị, các bạn. Chào các ông bà.